Thì nhiều anh em bảo là Sơn ơi không làm vòng tay gỗ chắc à? Thì đây chia sẻ anh em thì gỗ chắc thì bên em làm nhiều, bởi vì chơi những tác phẩm tượng gỗ cao cấp thì chắc hẳn không thiếu được gỗ chắc rồi. Thế cho nên là chia sẻ với anh em thì gỗ chắc là một dòng gỗ cực kỳ quý hiếm và giá trị. Thế cho nên là tại sao mà nó có hẳn cái dịch vụ đó là thu mua đồ gỗ chắc cũ, đúng không ạ? Bởi vì gỗ chắc có sự giá trị bền bỉ theo thời gian năm tháng và nó rất ổn định. Thế nhưng người ta có thể thu mua gỗ chắc lại, và gỗ chắc thì càng dùng nó càng bền và nó càng đẹp. Đấy, khi mà để lâu thì nó lên cái ten gỗ nên là rất là bắt mắt. Đấy, ví dụ như đây là một tác phẩm gỗ chắc đen này, hay đây là một tác phẩm gỗ chắc này, hay là đây là một tác phẩm gỗ nu chắc này. Đấy, gỗ chắc được ứng dụng rất là nhiều và được làm rất là nhiều các sản phẩm về thủ công mỹ nghệ. Thì còn để anh em mình chúng ta trải nghiệm những chiếc vòng tay bằng gỗ chắc như thế này thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho anh em, bởi vì hiện tại cái giá cả bên em đang ưu đãi rất là nhiều để anh em mình trải nghiệm là chính thôi, chứ còn không tính gì về mặt kinh doanh lắm đâu. Và một chiếc vòng tay gỗ chắc thì mang đến cho anh em chúng ta đó chính là cái vẻ đẹp của sự sang trọng, của sự huyền bí, và đeo trên tay một chiếc vòng tay gỗ quý làm trong nhóm một, nó thể hiện cái sự đẳng cấp của anh em. Và lòng dòng gỗ này nó có độ bền rất là cao, và càng đeo nó càng đẹp, càng đeo nó càng thanh, càng bóng anh em mình nhá. Và để trải nghiệm đặt mua một chiếc vòng tay size 12 ly như này, anh em mình có thể bấm vào phía dưới hoặc có thể comment ở dưới bình luận để có thể sở hữu một chiếc vòng tay bằng gỗ chắc.